Năm nay mình không có xin kẹo nữa, như mình là người phát kẹo. Nay là Halloween và mình sẽ hỏi là tụi nó thích kẹo chuối hay là chuối. Mình đã hóa trang thành chuối. Chờ mãi tưởng năm nay tụi nó không có đi xin. Vì không ai tới em nghe thì kẹo chuối. Nhưng cuối cùng thì Hello, are you home? Oh, what are you guys dressed up like? He is Mandalorian, he's Halo, I'm Donkey Kong. So do you guys want banana or banana candy? Banana candy. I want a banana. Okay. But wait, banana candy. Còn lừa nữa trời. Phát mỗi đứa một nụm kẹo chuối. Phát thằng này hụt. Bananas or banana candy? Banana. Banana. Nguyên cả đám chuối. Nông dân thích chuối là đúng rồi. Công chuối. Quá là chuối. Banana sao chị ghê. Xong một bé quá là ghê để xuất hiện. Do you want banana or banana candy? Banana. Okay. Hóa trang người nông dân ma thích chuối. Trick or treat. Trick or treat. Do you want bananas or banana candy? Banana candy. Kẹo chuối thì kẹo chuối. Thank you. Em này khoái chai này quả bơ nhưng lại thích kẹo chuối. Want banana or banana candy? Banana candy. Thank you. Trick or treat. Banana? So you want banana candy? Banana candy. Thank you. So healthy, right? Yeah. Hi. Wow. Hi. I ran out of bananas. Okay. Buồn quá hết chuối rồi. Mấy đứa còn lại thì nhận kẹo chuối thôi. Like banana? Yeah. Banana's so good for your health, though. Okay. Yeah. Bé này hóa trang thành con vật da nhọn. Oh, hi dinosaur. We're on the lake. With bananas. Đứa này dễ vấp lắm nha. Và hóa trang em này thì không có mặt. Have a good Halloween. Quá là ghê. Trick or treat. Oh my god. Các bạn này học cùng lớp với mình chơi á. Mình không có ngờ là ở gần nhà mình luôn á. Rồi có con bò đến, rồi có thằng bóng chày đến. Mình không biết mấy thằng này hóa trang thành cái gì. Và giờ mình coi lại, mình khám phá ra là hai đứa này đã quay lại lái kèo lần thứ hai. Trời ơi, các bé này thì có những bộ nhìn quá là sáng tạo. Và hình như con này nó mặc đồ ngủ. Ok. Và không đứa nào đến nữa nên mình đã đóng cửa về dẹp hàng. Và các bạn có thể mua áo sến này trên web.